Dạ, đầu xuân năm mới em xin kính chúc tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc một sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng ạ. Hôm nay cũng là ngày đầu xuân năm mới và em gái cũng chia sẻ một số dòng đơn thân gửi đến các bác, anh chị, các cô trên live ngày hôm nay. Các bác đặt hàng gọi điện trực tiếp đến số là 0977 842 981 các bác nhé, để em chia sẻ một số dòng đơn thân. Đây, giới thiệu các bác này. Đấy, đơn nhà em cũng chuẩn bị đi cho khách đây các bác, mùng 5 thì em sẽ đi đơn các bác nhé. Đấy, đây toàn bộ về bên đây là em đã có đơn rồi, nên em gái sẽ không chia sẻ nữa các bác nhé. Đấy, những dạng mà treo đây là đã có đơn cho khách rồi các bác ạ. Và em gái sẽ chia sẻ các bác một số những cái dòng đai châu. Và em chia sẻ các bác cái lũa đai châu này các bác nhé. Mở đầu like của em là một cái giò đai châu có mã là C3 các bác ạ. C3 thì là một cái lũa đai châu có nó 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây. 6 cây các bác nhé. Bình thường nếu mà em bán cả lũa thì em sẽ bán chia sẻ bằng 450 các bác ạ. Nhưng mà cái lũa này em sẽ bóc lũa các bác nhé. C3 thì em để bóc lũa, em sẽ để các bác bằng 280k các bác nhé. 280. Nó là cây rất là đẹp và có những cây lá kể các bác này. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cây các bác ạ. 6 cây nhé. Em sẽ bóc ra và em gửi cây các bác. Tại vì lũa nó quá nặng nên là em sẽ không gửi được cả lũa các bác ạ. Các bác nào lấy thì em sẽ bóc lũa nhé. 6 cây với giá bằng 280k các bác nhé. Và các bác về ghép lên lũa như thế này cho em là mình đã có một cái tác phẩm rồi. 280 cho cái mã C3 các bác ạ. Đấy. Tiếp đến là lên giới thiệu các bác một cái mã C1 các bác nhé. Thực ra là hoa nó cũng tàn rồi các bác. Hoa nó cũng tàn rồi. Để các bác ký lại giúp em này, một cây này, hai cây này, cây này gãy ngọn này, để con các bác này. Đấy, các bác thấy chưa? Thậm chí có những cây nó cụt hết ngọn đang để con các bác nhé. Đấy. Đấy, cái mã C1 các bác ạ, C1 nhé. Thực ra nó cũng có ruồi vàng chích một chút các bác ạ. Cây này gãy ngọn này. Các bác nhìn những cái vòi hoa nó rất là dài luôn. Rất là dài các bác nhé. Mã C1 ạ. Đó, các bác là sưu tầm được C1 thì các bác chốt và gọi cho em ạ. Em để em bóc lũa các bác, C1 là em cũng bóc lũa này. Rồi em chia sẻ các bác cái mã C1 này bằng 160k các bác, bóc lũa nhé. Đấy, em bóc ra em gửi cây bác chốt bằng 160 ạ. 160 cái mã C1 các bác nhé. Ở đây là cái mã C2 ạ. C2 thì em sẽ gửi được cả lũa các bác ạ. C2 thì em gửi cả lũa các bác nhé. Mời các bác ngắm này. Rồi, siêu đẹp các bác ạ. C2 nhé. Rồi, nói chung là cây khá là đẹp luôn các bác. C2 này. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cây các bác ạ. C2 thì có 8 cây và em gửi cả lũa nhé. Em để các bác bằng 400k các bác ạ. 400k cho cái mã C2 các bác nhé. Gửi cả lũa phải nói là, đây các bác ngắm này, lũa cây phải nói siêu đẹp các bác, 400k cho cái mã C2 các bác nhé. Thực ra ruồi vàng nó chích này nó cũng không ảnh hưởng cho cây các bác, nó chích khô nhé. Đấy, C2 bằng 400, các bác sưu tầm được chốt và gọi điện trực tiếp cho em các bác nhé. À, tiếp đến em giới thiệu các bác cái mã này là, các bác chôn cho em cái mã này là C10 các bác, C10 VIP này. C10 của em là một lũa 9 cây các bác, 9 cây nhé, tác phẩm. Siêu đẹp các bác ạ, C10. Em để các bác bằng 1.500.000 các bác ạ. Đây các bác ơi, tán tròn này nó có những cây mẹ bồng con ạ. Dạ, C10 em để với giá bằng 1.500.000 các bác nhé. Các số tầm mã C10 chốt cho em C10 này. 1.500.000 các bác ạ. 1.500.000 cho cái mã C10 các bác nhé. Đấy, siêu là đẹp các bác. Đấy, trời nó hơi nắng nên là quay nó hơi lóa. C10 ạ. Rồi em giới thiệu các bác cái mã C11 các bác nhé. Đây là C11 này. C11 của em thì cũng có 8 cây các bác, 8 cây ạ. Nó đẹp lắm các bác ơi, 8 cây nhé. Bình thường lũa như thế này em vẫn bán 1 triệu, thực sự luôn. Đây, đầu xuân năm mới thì em gái cũng chia sẻ các bác lũa này bằng 550k các bác nhé. 8 cây. Các bác nhìn tán tròn như thế này mà mình dinh cả một lũa đẹp này mà có 550 thì các bác sưu tầm thì chốt luôn ạ. 550 nhé các bác, tranh thủ tại vì em cũng còn có một ít thôi ạ. Đó, 550 cho cái mã C10 các bác nhé. Quá là rẻ luôn. Các bác sưu tầm thì chốt và gọi điện trực tiếp cho em ạ. Rồi tiếp theo thì em giới thiệu các bác cái mã này là C4 này, cả nhà mình. C4 này em sẽ bóc các bác này, có một cây cam lửa này. Đây, một cây cây thái cam lửa nhé. Một cây châu thái cam lửa VIP, phải nói là lá mít quá đẹp. Đây ạ, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây các bác ạ. 5 cây của mã này là C4 các bác. C4 em sẽ bóc lũa các bác ạ. Đấy, bình thường các bác về ký lên lũa là các bác có một lũa đẹp như thế này rồi. Dạ, C4 bóc lũa, đây này có một cây cam lửa, em để các bác bằng 280 các bác nhé. 280. Lũa này có 5 cây các bác nhé. 280 cho cái mã C4 bóc ạ. Em sẽ bóc cây các bác, mà đây là em chưa kịp bóc các bác ạ. Chưa kịp bóc, tại vì em hạ xuống mà chưa có kịp bóc cây. Cái mã này em để các bác bằng 280k các bác ạ. Đó, tiếp theo thì em giới thiệu các bác một cái lũa cẩm báo tác phẩm mà nó nguyên nụ các bác ơi, nguyên nụ nhé. Mã chốt cho em là B25 cẩm báo VIP nguyên nụ. Thực ra những cái này thì các bác về có thể đặt chậu lên đôn, tại vì nó có cả lũa nghiến các bác, lũa nghiến này. Mã này là B25 các bác nhé. Đang đi rất là nhiều nụ luôn các bác ạ. Đó. Nói chung là các bác cứ nhìn qua những cây cần hoa cũ của rễ cây là các bác sẽ biết là nó đi rất là nhiều nụ luôn.
Đây, nụ đang đi từ dưới này lên các bác nhé. Đó, cái mã này là B25 ạ. B25 em để các bác bằng 1.200.000 các bác nhé. 1.200.000 các bác ạ. Cẩm báo VIP cái mã là B25 ạ. Đó, em gái chị rẻ bằng 1.200.000 các bác nhé. Đó, cái mã này chốt cho em là B20 ạ. Đó, B20 thì nó cũng đang đi nụ các bác ạ, đang đi nụ nhé. Do cái thời tiết nó nắng quá, nó có độ bị cháy một chút các bác. Đây các bác nhìn thấy đang đẻ con này. Vòi hoa tất đây này. Đây. Đó, cái mã này là B20 ạ. B20 cũng đang nụ này. Các bác nhìn thấy chưa? Nụ này. Đấy. B20 em để các bác bằng 550 các bác nhé. Đó, B20 em chia sẻ bằng 550 cầm báo ạ. Cầm báo các bác nhé. B20. Và các bác vô tầm thì chốt và gọi cho em các bác nhé. Đấy, tiếp theo thì em giới thiệu các bác cái mã này là B2. B2 cáo đỏ các bác. B2 đỏ này. Đấy. Mà là dòng đỏ bắc cạn phần nhánh đấy nhé cả nhà mình. Cháy lá này. Lúc này em để các bác 150 cái mã B2 đỏ này. B2 đỏ 150 các bác nhé. B2 đỏ 150. Đấy, cái mã B1 ạ. B1 là cáo trắng các bác. B1 cáo trắng này. B1 trắng mà nó bị sắt lá các bác. Đấy, sắt lá này. Cây già các bác. Cây nào cũng ra hoa các bác nhé. Cây nào cũng ra hoa cáo trắng ấy. Cho cái mã B1 em để các bác bằng 160k nhé. B1 bằng 160 các bác ạ. Trắng này. B1 bằng 160. Đó, bác sưu tầm này chốt và gọi cho em các bác nhé. Đấy, tiếp theo thì em chia sẻ các bác một số quế Hòa Bình, nó là hàng rụt nguyên bản các bác. Rụt nguyên bản mà mọi lai khách lấy của em rất là nhiều. Hôm nay em cũng quay trên sân rồi, khách lấy rất là nhiều luôn. Đây, cái mã đi chốt cho em là H1. Quế Hòa Bình nó là hàng nguyên bản các bác. Tại vì hôm trước em đã chia sẻ những cái lũa nguyên bản là các bác biết rồi. Lũa mẹ nguyên bản ấy. Đấy, phải nói ở những cái cục gỗ nhỏ hay là tách đưa lên chậu để dễ vận chuyển. Lá xếp rụt tròn rất là đẹp. Cái mã H1 em để các bác bằng 320 các bác nhé. H1 bằng 320 này. Và tiếp đến của em cái mã H2 các bác. H2 này. H2 em để các bác bằng 300k các bác nhé. H2 để các bác bằng 300k các bác ạ. Đấy. Các bác nhìn cái cổ lá này. Xếp rụt rất là đẹp cái mã H2 các bác nhé. H2 bằng 300k các bác ạ. Rồi đây cái mã này là H9 các bác. H9 này. Cổ rụt này nói rất là đẹp luôn các bác. H9 nhá. H9 em để các bác bằng 250 các bác ạ. 250 cho các bác H9 nhé. Cuối tháng 8 Hòa Bình nguyên bản. Đấy. Tách ra lên chậu đấy. Bác lấy thì chốt cho em nhé. Đó, tiếp đến là cái mã H8 các bác. H8 nhé. Đây là cái rìa lá các bác ạ. Rìa lá nó có độ tím tím này. H8 em để các bác bằng 260 các bác ạ. H8 em để các bác bằng 260 các bác nhé. 260 cho cái mã H8 các bác nhé. H8 á. Dạ đến cái mã H3 các bác. H3 thì lá siêu đẹp các bác ơi. H3 siêu đẹp nhé, em để các bác bằng 300k các bác nhé. Đó, H3 siêu đẹp em để các bác bằng 300k các bác ạ. Dạ, đi cái mã H4 ạ, H4 VIP ạ. H4 VIP em để các bác bằng 320 các bác nhé. H4 VIP bằng 320 các bác. Đây là cái rìa lá nó bị tím này. Không phải là cái cây nó bị làm sao các bác nhé. Đây, các bác nhìn cổ lá siêu đẹp ạ. Dạ, H4 bằng 320 các bác ạ. Đó, các bác sưu tầm thì chốt và gọi cho em các bác nhé. Đó, tiếp đến em chia sẻ các bác những cái cây Mitsu 4N mà nó là dòng đơn thân lá mít xếp. Lá mít xếp cổ rụt cái mã này là A1. Em để các bác bằng 270 các nhé. 270 cho cái mã A1 này. Đây là cổ lá nó hơi thưa, còn không phải nó lỗi lá các bác nhé. Siêu đẹp 4N Mitsu nhé. Cái mã A2 các bác. A2 xếp VIP này. Đó, A2 xếp VIP em để các bác bằng 280 các bác nhé. 280 cho cái mã A2 VIP nhé. Bình thường em bán 400, hôm nay đầu xuân em để các bác 280. Cái mã A4 á, A4 rụt dịt ạ. A4 rụt dịt em để các bác bằng 300k các bác nhé. Đó, A4 rụt dịt em để các bác bằng 300k các bác ạ. Còn đây cái mã A5 các bác. A5 thì em để các bác bằng 270k nhé. 270 ạ. 270 cho cái mã A5 ạ. Đó, các bác anh chị ước cô sưu tầm thì chốt và gọi điện trực tiếp cho em các bác nhé. Đó, tiếp đến là của em một chậu quế tím các bác ơi. Tiếp đến là của em một chậu quế tím các bác nhé. Thì thực ra những cái đơn này là nó cũng không còn nhiều đấy, nên là nó chỉ còn có một mã thôi. Thì em sẽ không lên mã các bác ạ. Bác chốt quế tím thì bác chốt cho em với giá bình thường em bán 680. Hôm nay còn một chậu em gái tri ân các bác với giá bằng 350 các bác nhé. 350 cho cái mã quế tím VIP này. Đó, bác số tầm quế tím VIP về chốt và gọi điện trực tiếp cho em các bác nhé. 350 ạ. Đó, 350 quế tím VIP các bác nhé. Đó, tiếp đến thì em giới thiệu các bác một cái dề cáo các bác. Cái này là nguyên dề các bác. Nguyên dề mà nó là hàng búi. Phải nói là búi nguyên dề đỏ nhé. Cáo đỏ phân nhánh của Bắc Cạn. Phải nói rất đẹp các bác nhìn này. Một gốc này. Đang bồng quá trời con đất. Đây các bác ơi. Một mẹ đây. Một mẹ đây bồng quá trời đất là con luôn. Đấy. Mã này chốt cho em là B3 đỏ nhé. Đỏ phân nhánh em để các bác bằng 320 các bác ạ. Đây các bác nhìn thấy nó lên dề cả búi này. Lên dề cả búi luôn.
mã B3 đỏ phân nhánh em để các bác nhé, 320 các bác nhé, nguyên dề, đúng nguyên dề nguyên búi luôn. Đấy, bác sưu tầm này chốt và gọi điện trực tiếp cho em các bác nhé, 320 cho cái mã B3. Tiếp đến em giới thiệu các bác một cái giò sóc này các bác ơi, một cái lũa sóc phải nói siêu đẹp như thế này các bác ạ. Một lũa sóc trắng nhá, phải nói là VIP. Đây là ra xuân là các bác có hoa chơi rồi. Đấy các bác ngắm S1 ạ. S1 sóc trắng VIP nhá. Em để các bác bằng 650k các bác nhá. À em xin lỗi, cái mã này bằng 680 mà thôi, để các bác 650 đi. Bình thường em bán 1 triệu, hôm nay để các bác bằng 650 các bác nhé. S1 trắng 650 ạ. Rồi tiếp đến em còn một giò trồn trắng cuối cùng của vườn. Đấy, tiếp đến còn một đơn trồn trắng cuối cùng của vườn ạ. Bác nào sưu tầm được em gái chia sẻ bằng, mọi ngày là em bán 1 triệu. Đấy, hôm nay để các bác bằng 600k các bác nhé. 600k cho cái đơn trồn trắng các bác nhé. Trồn trắng các bác ạ, lá xanh lét luôn các bác ơi. Đó, bác sưu tầm trồn trắng chốt cho em với giá bằng 600k các bác nhé. Và các bác anh chị các cô sưu tầm cứ gọi điện trực tiếp vào số điện thoại bên em gái chia sẻ Zalo từng đơn các bác nhé, từng lũa qua Zalo ạ. Rồi tiếp đến em giới thiệu các bác một cái chậu cáo trắng mà phải nói là trắng phân nhánh các bác ơi, nhìn lá này, các bác nhìn lá nó nở. Một đơn cáo trắng phân nhánh của mã là B5 các bác, B5 cáo trắng nhá. Bình thường đôi này em bán 850 đến 1 triệu, còn thị trường các bác biết là một cây này các bác phải mua 5 đến 700.000 một cây. Đó, cái mã B5 cáo trắng này. Con này là xoáy, em để các bác bằng 550 các bác nhé. Đó, 550 cho cái mã B5 cáo trắng các bác nhé. Bác sưu tầm thì chốt và gọi cho em ạ. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhé. Rất là đẹp luôn cho cái mã B5 cáo trắng. Và tiếp đến em giới thiệu các bác một chậu Denso ơi, cả nhà mình ạ, một chậu Denso cả nhà mình ơi, bông này. Không kém gì bông hồ điệp luôn các bác ơi. Này, mắt này. Mắt phải nói siêu to đẹp các bác ạ, cánh còn chưa giãn hết đâu tại vì nó mới bung lụa mà. Em nó mới bung lụa các bác nhé. Một cái chậu Denso hoa em để các bác bằng 250 các bác ạ, 250 nhé. Đang đi rất là nhiều nụ luôn các bác ơi, đang đi rất là nhiều nụ ạ. Đây, 250 ạ. Đó, xuống lá đến đâu đi nụ đến đó các bác nhé, 250. Đó, các bác anh chị các cô mình mà sưu tầm thì cứ gọi điện trực tiếp vào số điện thoại bên em gái chia sẻ Zalo từng giò các bác nhé. Rồi tiếp đến em lại giới thiệu các bác một cái lũa cẩm báo như hình này các bác, một lũa cẩm báo đây. Quá trời đất là hoa luôn. Đấy, vừa là chậu vừa là lũa nghiến các bác nhé. Vừa là chậu vừa là lũa nghiến các bác, chốt cho em cái mã này là B28. B28 cẩm báo VIP. Rồi em gái cũng chia sẻ các bác bằng 1.200.000 các bác ạ. 1.200.000 các bác nhé. Nói chung là một số tác phẩm VIP thì em sẽ chia sẻ nốt các bác bằng 1.200.000 các bác ạ. Đó, bác nào sưu tầm được cái chốt và gọi điện trực tiếp đến số điện thoại bên em các bác nhé. 1.200.000. B28 các bác nhé, B28 VIP 1.200.000. Rồi tiếp đến em giới thiệu các bác một cái lũa đai châu như hình này nữa, có mã là C15. C15 châu lũa các bác bóc. Lũa này thì thực ra là nó hơi mục một chút các bác ạ, hơi mục một chút các bác nhìn cây này. Phải nói là vòi hoa nó quá là đạt luôn các bác. Nhìn sơ là các bác đã đủ biết rồi, vòi hoa rất là đạt. Thứ lũa nó có hơi độ mục nên em sẽ bóc lũa về các bác ký lại nhé. 1, 2, 3, 4, 5, em tính bằng 6 cây các bác. Đây giả dụ nó gãy hết ngọn để con rất là to các bác này. Đó, thực sự luôn là đai châu mà gãy ngọn còn gốc già các bác cứ ký ghép lên cho em, tại vì nó đẻ con rất là nhanh. Dạ, C15 em bóc lũa, em để các bác bằng 380 các bác nhé. Đó, cả một lũa châu khủng như thế này mà hôm nay bóc ra em bán các bác bằng 380k các bác. Đó, thứ thoảng thì nó có dây vàng chích khô các bác này. Đây là vết chích khô nhá. Đấy, chích khô này các bác này. Đấy, nên là nó có vết dám lỗi một tí. Nên em sẽ chia sẻ các bác bằng 380 các bác nhá. 380 cho cái mã C15 các bác ạ, C15 nhá. Đấy, bình thường em bán một cây này các bác cũng biết rồi, các bác vào hội đai châu những cây này không dưới 500.000 một cây. Đây các bác, cây này siêu to này. Đó, 380 cho cái mã C15 nhá. C15 các bác ạ. Các bác chị các cô mình sưu tầm gọi điện trực tiếp đến số điện thoại bên gái chia sẻ Zalo nhé. Tiếp theo thì em giới thiệu các bác cái mã T2. T2 là một cái dề tam bảo các bác, một cái dề tam bảo nhá. Hoa của nó là tức là cánh màu hồng và nhụy màu vàng các bác, cánh màu hồng và nhụy màu vàng, một cái dề tam bảo VIP đang nụ ạ. T2 ạ. Dạ, T2 VIP đang nụ, em để các bác bằng 1.800.000 có nhá, 1.800.000. Đó, mọi khi thì em bán bằng 2.500.000 đây các bác. Đó, đầu xuân năm mới em gái chia sẻ bằng 1.800.000 các bác. T2 ạ. Đang nụ các bác nhá, đang đi nụ các bác này. Đây các bác nhìn thấy này, thân nó đang đi nụ này. Đây. Lá xếp chân dép phải nói rất là đẹp luôn các bác. Rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy. Đây là thực tế là nếu mà treo lên cái bộ rễ nó đua xuống nó rất là đẹp các bác ạ, tại vì không có người hộ ấy nên em phải hạ nó xuống đây các bác. Dạ.
T2 em gái chia sẻ bằng 1 triệu 8 các bác nhé. Dạ T1 của em ạ, T1 là của em có một giò tam bảo sắc hoa vàng lửa như hình này các bác. T1 em còn có một giò nhỏ thôi. Rồi em gái chia sẻ các bác cái mã T1 này bằng 220 các bác nhé. Hoa vàng lửa các bác ạ, hoa vàng lửa. Đấy, các bác ơi nhỏ này mà năm ngoái nó đã cho hoa rồi đấy. Các bác dinh về ấy. Tầm tháng 2 là nó sẽ đi nụ rồi các bác nhé. 9 ngọn các bác, 9 ngọn ạ, cái mã T1 ạ. Dạ T1 em gái chia sẻ các bác bằng 220 các bác nhé, 220. Rồi đến cái mã T3 các bác, T3 nhé. T3 nhé, phải nói là một cái dề siêu VIP các bác ạ, một dề tam bảo siêu VIP lá nhựa như hình này. Hàng cũng chuẩn bị nụ các bác nhé, chuẩn bị nụ rồi. 11 12 11 thân đấy các bác, 11 ngọn ạ. Em để các bác đơn này bằng 350 các bác nhé, 350. Dạ cho cái mã T3 các bác nhé. T3 nó trên một cái dề phải nói rất là đẹp. T3 bằng 350 các bác nhé, 350. Đó, tiếp đến em giới thiệu các bác một cái chậu lan hải yến các bác này. Đây. Những cái đơn này là nó có một đơn nên em không lên mã các bác ạ. Dạ chia sẻ các bác một chậu hải yến rừng. Bình thường em bán 650, hôm nay để các bác bằng 300k các bác nhé. 300k cho cái chậu lan hải yến rừng này các bác nhé. Có đúng một chậu thôi các bác ạ. Đó, cũng chuẩn bị sắp tới mùa hoa rồi các bác nhé. Đó, 300k cho chậu lan hải yến rừng ạ. Đó, tiếp đến em giới thiệu các bác một chậu 4N các bác. 4N cái chậu này thì có 3 cây. Bác chốt cho em là N3 các bác ạ. N3 nhé, có 3 cây. Dạ, bác nào sưu tầm được em gái chia sẻ bằng bình thường là 380 đến 400k một cây, thậm chí là 450 các bác ạ. Dạ, cái chậu N3 này em gái chia sẻ các bác bằng 680 các bác nhé. 680 cho cái chậu N3 dòng 4N VIP ạ. Bác nào sưu tầm thì chốt và gọi cho em các bác nhé. Tiếp đến em gái chia sẻ các bác một chậu kiều hồng ạ. Đấy. Một chậu kiều hồng Bắc nha cả nhà mình, rất là đẹp. Đúng một tác phẩm VIP, em gái chia sẻ các bác bằng 850 các bác nhé. 850 cho cái chậu kiều hồng ạ. Đó, các bác sưu tầm kiều hồng chốt và gọi điện trực tiếp đến số điện thoại bên em các bác nhé. 850 ạ. Dạ, tiếp đến em giới thiệu các bác một cái dề quế trắng tháng 8 các bác nhé. Đây là nguyên dề các bác. Một dề quế trắng tháng 8 nguyên dề, tức là nó ở trong cái cục lũa đặt vào chậu. Nó đi theo búi dề các bác ạ. Mà nó là vòi hoa thì chắc là các bác không đếm xuể rồi. Rất là nhiều vòi. Tại vì có những thân nó từ 5 đến 6 vòi. Đó, thậm chí các bác nhìn những cái vòi hoa cũ nó rất là dài luôn. Đây ạ, các bác ngắm này. Nó rơi tầm 20 vòi trở lên ý. 10 thân, 10 ngọn các bác nhé. 10 ngọn cho cái dề quế này. Bình thường thì em gái cũng vẫn chia sẻ là 1 triệu 6. Nhưng cái like ngày hôm nay gọi là đầu xuân năm mới, bắt đầu sưu tầm được em gái chia sẻ bằng 1 triệu 100k có nhé. 1 triệu 100k cho cái mã Q1 ạ. Q1 ạ. Quế tháng 8 các bác nhé. Quế trắng tháng 8 nhé. Q1 ạ. Dạ em chia sẻ các bác bằng 1 triệu 100k các bác nhé. 1 triệu 100k. Bắt đầu sưu tầm thì chốt và gọi cho em các bác nhé. Rồi tiếp đến thì em gái chia sẻ các bác một cái chậu Denzo các bác. Một cái chậu Denzo nhé, hoa của nó là cánh màu vàng mà mắt của nó màu đen các bác nhé. Cánh màu vàng mà mắt màu đen, cái chậu này phải nói rất là nhiều nụ các bác ơi, nó đang đóng nụ rất là nhiều nha. Đó, bác sưu tầm cái mã Denzo này chốt cho em là D2 ạ, D2 em để các bác bằng 300k các bác nhé, 300k cho cái mã D2 các bác nhé. Đấy, tiếp đến giới thiệu các bác một cái chậu kiều tím Bắc này. Đó, trước màn hình của em là một cái chậu kiều tím Bắc rất là đẹp các bác ạ. K1 này. K1 em để các bác bằng 750 các bác nhé. 750k cho cái mã K1 kiều tím Bắc các bác nhé. Đó, các bác anh chị các cô mình mà sưu tầm thì gọi điện trực tiếp vào số điện thoại em gái chia sẻ từng lũa từng đơn nhé cả nhà mình nhé. Tiếp đến em giới thiệu các bác cái mã này là T4 ạ. Đó, T4 của em là một cái dề tam bảo khủng VIP ạ. Đây các bác ơi ngắm này. Là xếp nhựa nhá. Xếp VIP là nhựa. Em để các bác cái lũa này với giá bằng 2 triệu các bác nhé. 2 triệu cho cái mã T4 các bác nhé. T4 ạ. Đó, một cái dề tam bảo lá nhựa hàng đang đi nụ các bác nhé. Nói chung các bác chơi chấn vườn thì chốt luôn cái giò này cho em đang đi nụ các bác này. Toàn bộ những cái lá đang đi nụ rồi ạ. Dạ em gái chia sẻ cái mã T4 này bằng 2 triệu các bác nhé. 2 triệu ạ. Đó, các bác anh chị các cô mà muốn sưu tầm những cái mã lan đẹp VIP nữa thì cứ gọi điện trực tiếp vào số điện thoại em gái chia sẻ Zalo nhé. Rồi em giới thiệu thêm các bác mấy cái chậu tháng 8 cây giống này, nhãn 8 này. Đây ạ, dạ em gái chia sẻ các bác một chậu tháng 8 cây giống nhé. Mặc dù nó không to, bình thường em bán những chậu này bằng 860 đến 1 triệu các bác ạ, 1 triệu nhé. Cái mã này của em là E6. E6 nhận được 8 này. Đầu xuân năm mới em sale lấy lộc các bác bằng 320 này. Bác ơi nhìn này. Rất là đẹp luôn, toàn bộ là con mít xếp nhé. Về các bác buộc thêm cho em túi phân nữa là ok ạ.
320 cho cái mã nhận tháng 8, mã là E6 các bác nhá. E6 nhận tháng 8 320 nhá. Tiếp đến cái mã này của em là E9 các bác, E9 này. E9 nhá. E9 em để các bác bằng 400k các bác. Đơn này bình thường bán 800 để các bác bằng 400 ạ. Nó sale các bác bằng 400k các bác nhá. Cái mã E9 á. E9 nhận tháng 8 nhá, 400. Rồi đến cái mã E2 các bác, E2 VIP này. E2 VIP bình thường đơn này bán 1,2 triệu, hôm nay để các bác bằng 480k các bác nhá. 480k. Rồi cho cái mã tháng 8 E2 ạ. Đó, nhận tháng 8 có mã là E2 các bác nhá. Đó, bác nào sổ tầm được thì chốt và gọi cho em các bác E2 này. 480 này. Đó, tiếp đến giới thiệu các bác một chậu tháng 4 Bôn Đôn này, cây khá đẹp này. Một chậu tháng 4 Bôn Đôn có mã là E10 ạ. E10 nhận Bôn Đôn em để các bác bằng 500k các bác nhá, to vật to vã luôn. E10 với giá bằng 500k các bác nhá. Đó, bác nào sổ tầm tháng 4 Bôn Đôn E10 chốt cho em bằng 500k các bác ạ. Các bác anh chị các cô mình sưu tầm những cái tác phẩm đẹp để gọi cho em các bác nhé. Đây, tiếp đến chậu cẩm báo này, nó cũng đang đi nụ các bác này. Chậu này nó hơi nhỏ, em sẽ chia sẻ sau rồi. Tiếp đến em chia sẻ các bác một cái chậu kiều tím Thanh Hóa VIP như này nữa các bác. Đây, một chậu kiều tím Thanh Hóa VIP này em để các bác bằng 1,2 triệu các bác nhé. 1,2 triệu. Đó, cho kiều tím Thanh Hóa VIP này nhé. Bác sưu tầm chốt cho em cái K10 kiều tím Thanh Hóa VIP 1,2 triệu. Đó, các bác anh chị các cô mình mà muốn sưu tầm những cái dòng lan đẹp thì cứ alo trực tiếp đến số điện thoại bên em chia sẻ từng lũa, từng đơn các bác nhé. Cẩm báo nó đang bị, ngoài vườn này nắng nó đang bị cháy lá một số. Đấy, ngoài ra những cái tác phẩm đai châu đẹp, đơn thân. Thì các bác, anh chị, các cô mà muốn sưu tầm những cái dòng đơn thân đẹp nữa thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp vào số điện thoại nhé. Đây, trên dàn còn rất là nhiều những cái lũa châu to các bác ạ, châu to này. Đây, các bác nhìn lũa tác phẩm đai châu như thế này. Các bác nhìn nguyên vòi hoa, phải nói là nó rất là đạt luôn. Châu VIP lũa này nhá, lũa này châu VIP này. Ôi, bác chốt cho em là mã này là C35 nhá, C35 VIP em để các bác bằng 2 triệu các bác. Đó, C35 VIP bằng 2 triệu. Chưa có hạ xuống mà phải nói là toàn bộ là những cây, thậm chí là 3 đến 4 vòi vẫn đang còn nụ rất là nhiều ạ. C35 ạ. C35 em gái chia sẻ bằng 2 triệu các bác nhá, 2 triệu. Được cái tác phẩm C35. Đó, bác nào sưu tầm được thì chốt và gọi điện trực tiếp vào số điện thoại thì em gái sẽ Zalo từng lũa từng đơn nhé. Nó thời tiết nó rất là nắng và oi rồi. Đấy, em giới thiệu một cái video ngắn, các bác ủng hộ thì liên hệ trực tiếp đến số điện thoại ạ. Em xin cảm ơn các bác ạ.